Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và Vũ Duy Ô Tô thì hôm nay muốn review cho các bác một chiếc xe Mazda BT50 đời 2018 vừa về xong. Đây là một chiếc xe số tự động các bác nhá, số tự động một cầu. Vâng, xe rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán với cái giá là 565 triệu đồng. Các bác nào trả góp thì các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền khoảng tầm 220 cho đến 230 là các bác đã sở hữu ngay được mẫu xe này rồi. Một mẫu xe bán tải gầm cao, máy khỏe, thùng sàn vẫn còn rất là đẹp. Xe mới 2018 nhưng mà thực sự là phải nói là kể cả ngay từ phần sơn zin của xe vẫn còn 95% luôn. Và đây là một mẫu xe bán tải được dành cho những bác nào mà hay đi đường trường đồng bằng, rất là tuyệt vời luôn. Chiếc xe mang biển số 18C09332, biển số tại tỉnh Nam Định. Và đây là một dòng xe của Nhật Bản chạy rất là bền lành đấy, dòng xe nhập khẩu nha các bác nhá. Và chiếc xe này đấy, bên em bán cái giá chỉ có hơn 5 đồng thôi. Đây các bác nhìn này, ngay từ thùng nữa này. Thùng trước bác chủ là bác ấy toàn chở loanh quanh sơn trước thôi chứ không có gì cả, thế nên là thùng vẫn còn rất là đẹp. Đấy, còn sơn xi tôn vỏ thì các bác nhìn ạ, căng đét luôn nhá và không có lỗi lầm. Một dòng xe rất là bền lành với động cơ máy dầu 2.2, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây. Và chiếc xe này thì bao zin cho các bác toàn bộ luôn. Đấy, máy dầu 2.2 số tự động các bác nhá, dễ dàng sử dụng mà ăn dầu rất là ít, tiết kiệm nhiên liệu. Mazda BT50 cũng là một dòng bán tải của hãng của Nhật Bản, và dòng bán tải này thì tại thị trường Việt Nam cũng được rất nhiều người lựa chọn luôn. Chiếc xe này thì các bác có thể nhìn ngay từ phần đầu của chiếc xe đấy ạ, cân đối hài hòa đẹp luôn. Đấy, biển số thì rõ ràng và không có gãy vỡ gì cả. Cản trước của xe thì hơi bẩn một chút đấy các bác nhá, và xe thì vừa về xong chưa xì tút xì tát đâu. Còn cái này thì tí nữa em sẽ cho đi xì tút xì tát lại chiếc xe này cho nó bóng lộn luôn. Hệ thống đèn của xe là đèn pha halogen, đèn nguyên bản, không có độ chế và đèn vẫn còn rất là đẹp. Đấy, bầu đèn căng sáng luôn nhá. Và đèn zin. Đấy, cản dưới các bác nhìn này, cản dưới này, đèn halogen công suất 35. Vâng, gầm cao. Dòng này thì các bác có thể là lội suối tầm khoảng 60 phân, 70 phân vẫn rất ok. Vâng, thì đã được thiết kế gầm cao và sàn thùng rất là cao rồi. Đấy, các bác nhìn ngay cả các phần đèn như bên này như thế. Tôn vỏ thì mỏng à. Và dòng này, con này thì máy còn zin nên là máy rất là êm nhé các bác nhá. Đây, kính zin 2018 luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ, 18 ấy nhá. Đấy, còn lốp chiếc xe này là sử dụng 4 quả lốp Dulo Briton 2018 luôn, zin nguyên hãng luôn đấy ạ. Vâng, lốp zin nguyên hãng nhá. Và chiếc xe này thì sử dụng la răng 5 chấu, phanh đĩa trên hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Một dòng xe tải xịn sò luôn. Vâng, mẫu bán tải 5 chỗ ngồi. Đấy, gầm cao máy khỏe, thùng sàn chắc chắn, tôn mỏng này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn đấy ạ. Và nội thất bên trong xe thì tương đối còn đẹp. Đấy, nội thất ghế da zin, các bác nhìn ạ. Đấy, ghế da zin này, nội thất zin nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì lăn bánh là 11 vạn. Vâng, trần nỉ của xe thì vẫn còn đẹp và không có sổ lông, sổ nhớt gì cả. Đây các bác nhìn này, trần nỉ đẹp luôn này, căng sáng luôn này. Đấy, là táp lô này, sạch sẽ luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, nội thất tươi, vô lăng thì đã được bọc ốp vô lăng màu đỏ rất là bắt mắt, thể thao luôn. Túi khí an toàn cho các bác, cả bên người lái và người phụ bên kia. Còi to, đấy, ga tự động cả đôi con trồ đầy đủ nhá. Vâng, và vô lăng thì không có mòn mỏi cả, vẫn còn rất là đẹp. Đấy, tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này thì em khóa chìa đây. Máy nổ rất là êm các bác nhá. Chiếc xe này thì máy nổ rất là êm. Đấy, động cơ máy dầu 2.2, máy êm giòn và máy còn zin. Đấy, em đà nổ chiếc xe này rồi. Và con này thì máy rất là êm luôn. Tất cả các cái chức năng như kính điện này hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Vâng, bên em thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và hiện nay thì bên em có tầm gần 300 đầu xe, thế là tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Đằng sau em là một dãy bán tải đây các bác nhìn này. Không thiếu một thể loại bán tải nào luôn, một cầu, hai cầu, số tự động đầy đủ hết. Đấy, số sàn, số tự động đầy đủ nhá. Nên là các bác nào chỉ cần yêu bán tải thôi là các bác cứ điện cho em. Bên em thì chuyên cung cấp tất cả các dòng bán tải. Vâng. Đấy, máy ngon gầm chắc luôn. Dòng này thì đi rất là lành bền. Đấy. Ui giời.
Các bác nhìn khoang máy ạ, con này thì máy zin nhá, động cơ máy dầu MZCD, máy 2.2 số tự động và máy thì còn zin nguyên. Xe thì bao cam kết cho bác là không có lỗi lầm. Đấy, và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá là chỉ có 565 triệu đồng thôi. Vâng. 565 triệu đồng một mẫu xe bán tải. Ngon lành cành đào. Đấy, chất luôn cho các bác luôn. Và dòng xe này thì các bác cứ yên tâm đi lành bàn và đồ nghề thay thế sửa chữa rất là đơn giản nhá, chi phí không hề cao như dòng Ford. Vâng, đấy logo còn nguyên đây này. Logo còn nguyên. Đấy, máy thì rất là êm và không hề có hơi thừa luôn. Đấy, đảm bảo cho các bác nhá. Đây em sẽ chống nắp capo lên. Đấy, cho các bác xem dầu à. Đấy, các bác có thể nhìn dầu đây. Đấy, dầu à. Đấy. Dầu này thì các bác cứ về đi tầm khoảng 500 cây nữa thì các bác đổ thay dầu được. Vâng, dầu hơi đen. Còn nếu các bác gọi là tin tưởng thì là các bác hãy giao nhiệm vụ thay dầu cho em sẽ thay dầu mới cho các bác luôn. Đấy, động cơ MZCD máy turbo nhá, máy turbo 2.2, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này là rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây. Nếu mà các bác đi chân to thì có thể lên đến 8 lít. Máy ok. Thực sự là một chiếc xe rất là ngon. Vâng, động cơ máy 2.2, máy cực kỳ êm luôn. Và dòng này thì chạy rất là đầm chắc luôn nhá. Cũng là một mẫu bán tải form đẹp, kiểu dáng rất là ok cho các bác. Vâng. Tuy nhiên là chiếc xe này vì nó zin nên là không có đầu đĩa đầu HD lắp thêm đấy ạ. Vâng, không có màn hình Android. Tuy nhiên là điều hòa thì điều chỉnh tự động cho các bác luôn nhá. Tay cần số đây. Đấy, cần số tự động này. Đấy, xe thì mượt mà, nội thất còn nguyên bản luôn, không có độ chế cháo gì cả. Và dòng này thì đi rất là lành. Vâng, thực sự là lành luôn. Với cái số tiền các bác bỏ ra chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 500 thôi, nhưng các bác vẫn sở hữu được một mẫu xe bán tải đời cao 2018. Nếu các bác mà mua mẫu xe Forerunner thì các bác sẽ rơi vào tầm khoảng nếu mà 2018 thì các bác rơi vào tầm khoảng 600, hơn 600 rồi. Thế nhưng mà với cái số tiền tầm này, các bác mua một mẫu xe đẳng cấp đỉnh cao luôn, đời cao hơn hẳn 3 đời. Và xe này thì chạy cũng rất là chất luôn nha các bác nhá. Nắp trên thì đã được chủ độ lên màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Còn thùng sàn đây đây. Các bác nhìn ngay từ các cái phần này này, đinh hàn đinh tán của nó còn nguyên đây này. Đấy. Các bác nhìn ạ, vâng, rất là đẹp và lượt là luôn. Xe cứng mà không có lỗi lầm nhá. Con này thì bao zin cho các bác luôn. Đấy. Và những ai mà thích cái dòng xe bán tải thì bên em có rất nhiều xe đấy các bác nhìn ạ. Vâng, rất nhiều xe luôn, tha hồ cho các bác lựa chọn nhá. Vâng, bên nhà em thì hiện nay đang có tầm 25 cái đầu xe bán tải. Vâng, vì hiện nay dòng bán tải cũng là một dòng xe hot, thế nên là thực sự là cái dòng này thì bán rất là nhanh. Và BT50 này thì được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu các bác nhá. Các bác có thể nhìn ngay cái phần hậu bên này và cái phần hậu bên này này, nó đã khác màu nhau rồi. Đấy là hệ thống đèn lùi của những chiếc xe tiêu chuẩn được xuất châu Âu. Vâng, dòng xe này thì gầm cao máy khỏe, đi cực sướng luôn. Đấy, lốp dép thì còn nguyên bản và khung gầm bệ sắt xi đây các bác nhìn này. Sắt xi của xe này còn nguyên luôn. Đấy, sắt xi còn nguyên nhá. Đấy, khung gầm chắc chắn. Dòng này thì gầm rất là đẹp, sáng luôn. Đấy các bác nhìn ạ, đây là một chiếc xe gầm sáng. Đấy các bác nhìn ạ, gầm đẹp cực kỳ luôn. Mà không có lỗi lầm. Đấy. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng của em Uzi Auto. Vâng, xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nha các bác nhá. Và đây là một chiếc xe zin, zin từ A cho đến Z luôn, từ máy số gầm bệ cho đến sơn xi tôn vỏ nhá. Vâng, và giá tiền ở chiếc xe là 565 triệu đồng có bớt cho các bác. Đấy, những ai quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng em. Vâng, thực sự là quá là đẹp cho một chiếc xe tuyệt vời. Cảm ơn các bác nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe tuyệt vời hơn tại Vũ Di Auto. Cảm ơn các bác.